của Việt Nam trong ngăn đỡ phòng thủ, không khi nào ngăn đỡ trực tiếp vào vũ khí tấn công của đối phương. Với nguyên tắc tránh né rồi mới đỡ gạt, hoặc ngăn đỡ vào phần gần tay cầm, hoặc thuận theo đà tấn công, đánh tạt vũ khí đối phương, sau đó mới phản công. Với phương cách này, kỹ thuật sử dụng khí giới của Vô Vi Nam vẫn là kỹ thuật đầy hữu hiệu khi tự vệ. Đặc tính này sẽ được thể hiện rõ trong bài Song Đấu Côn. Bài Song Đấu Côn gồm 6 đoạn. Đoạn đầu là những đường côn tấn công ngăn đỡ cơ bản. Các đoạn còn lại, mỗi đoạn gồm 2 phân thế côn. Các đường côn mở bài. Đoạn thứ nhất. Các đường côn ngăn đỡ cơ bản. Đoạn thứ hai. Khởi xung thiên chóc địch. Kiềm long giá. Đoạn thứ ba. Hành xà bạt nhị xa. Bình thiên trụ. Đoạn thứ tư. Thiên thân luân diện thích. Trấn áp đỉnh tầm long. Đoạn thứ năm. Tâm vọng nguyệt. Tả hạ thức hữu kích. Xà côn tả hữu bộ. Thứ sáu. Tục hổ ngọa long côn. Thần điêu triều thiên thượng. Hết bài.